Kiều hối gửi về Việt Nam tăng lên đến 19 tỷ đô la trong năm 2022. Xuất khẩu lao động của Việt Nam tăng gấp 3 trong năm 2022. Xe điện của VinFast chật vật lấy đà tại thị trường Mỹ. Mỹ, Đức quyết định gửi xe tăng cho Ukraine. Điện Kremlin dọa xe tăng Mỹ cấp sẽ cháy ở Ukraine. Putin phớt lờ việc Đức quyết định gửi xe tăng cho Ukraine. Phố cổ Odessa được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Châu Á lạnh bất thường, hơn 100 người thiệt mạng. Lượng kiều hối đổ về Việt Nam trong năm 2022 lên đến gần 19 tỷ đô la. Các báo trong nước đưa tin mới đây, tiếp tục đà tăng trưởng qua các năm bất chấp những khó khăn do đại dịch COVID-19. Tiền kiều hối của năm 2022 cao hơn 1 tỷ đô la so với năm 2021. Kiều hối chuyển về thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 6,6 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với năm 2021. Trang tin VN Express dẫn số liệu từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Lý do giảm được nói là chủ yếu vì khó khăn kinh tế, lạm phát tăng cao tại nhiều nước do ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị. Trước đó có những lo ngại về lượng kiều hối trong năm 2022 sẽ giảm mạnh do tình hình lạm phát tăng cao trên thế giới, theo báo Kinh tế và Đô thị. Tạp chí Lao động và Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận rằng trong tổng lượng kiều hối chuyển về Việt Nam hàng năm, Mỹ có số lượng người Việt Nam nhập cư và sinh sống nhiều nhất, kế tiếp là Úc và Canada. Còn về xuất khẩu lao động, lượng kiều hối chủ yếu đến từ các thị trường xuất khẩu lao động chính như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, tạp chí này viết. Các báo trong nước dẫn lời các chuyên gia kinh tế đánh giá rằng kiều hối là nguồn lực quý giá có vai trò quan trọng và góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như giúp cho Ngân hàng Trung ương điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả. Số lượng công nhân Việt Nam ra nước ngoài đi làm thuê trong năm 2022 đã tăng hơn gấp 3 lần so với một năm trước đó, theo thông tin từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội được báo chí trong nước dẫn lại. Theo đó, tổng số công nhân Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2022 là gần 143.000 người, tăng gần 317% so với năm 2021. Báo Người Lao động dẫn số liệu của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước thuộc bộ này cho biết. Với số lượng này thì Việt Nam đã phục hồi việc xuất khẩu lao động ở mức như trước đại dịch COVID-19. Dịch bệnh bùng phát trong 3 năm 2020, 2021 và 2022 đã khiến nhiều người lao động Việt Nam bị mất việc phải về nước tránh dịch. Các thị trường tiếp nhận nhiều người lao động Việt Nam nhất là Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Ngoài ra, một số nước đã trở thành thị trường mới tiềm năng như các nước láng giềng Singapore, Trung Quốc và Malaysia. Người lao động Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn gửi ngoại tệ quan trọng về cho Việt Nam và nước này hiện có người lao động ở khắp nơi trên thế giới, từ Đông Bắc Á, Úc, Trung Đông cho đến châu Âu, Canada. Trong chỉ thị mới được ban hành vào ngày 12 tháng 12 về việc đưa người lao động Việt Nam đi nước ngoài trong tình hình mới, Ban Bí thư Trung ương Đảng yêu cầu phải gắn xuất khẩu lao động với quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới và ưu tiên các nước có thu nhập cao, an toàn. Ngoài ra, chỉ thị cũng yêu cầu giới chức lao động tăng cường giáo dục, đào tạo tay nghề, ngoại ngữ, pháp luật, văn hóa của các nước tiếp nhận lao động cho người đi xuất khẩu lao động. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước đặt chỉ tiêu xuất khẩu thêm 110.000 người lao động trong năm 2023, ưu tiên các thị trường thu nhập cao ổn định tại châu Âu, Úc, Canada, Israel, báo Người Lao động cho biết. Hãng xe hơi Việt Nam VinFast đang chật vật lấy đà ở Mỹ sau khi hãng Tesla giảm giá các dòng xe hơi điện của họ đến 20%, khiến các mẫu xe điện VinFast gần như không có lợi thế cạnh tranh ở Mỹ, trang tin Axios nhận định. Các mẫu xe VF8 và VF9 có giá bán khởi điểm lần lượt ở Mỹ là 59.000 và 83.000 đô la. Trong khi đó, mẫu cơ bản của Tesla là Model Y đã giảm giá từ 65.990 đô la xuống còn 52.990 đô la. Trong khi đó, theo đạo luật giảm lạm phát của Mỹ, do xe của VinFast là xe nhập khẩu, nên người mua các mẫu xe điện của họ sẽ không được hưởng khoản tín dụng thuế liên bang 7.500 đô la, tức là được khấu trừ 7.500 đô la tiền thuế trong năm mua xe. Điều này càng khiến xe của VinFast gặp bất lợi trước Tesla, vốn sản xuất xe ở Mỹ nên người tiêu dùng Tesla được hưởng khoản tín dụng thuế này. Cuộc chiến giá cả này có nguy cơ bóp nghẹt kế hoạch xâm nhập thị trường Mỹ của VinFast ngay cả khi họ vừa mới bắt đầu, bài phân tích của Axios nhận định.
Một người phát ngôn của VinFast trước đó nói rằng VinFast đang cân nhắc các hình thức khuyến mãi để bảo đảm tính cạnh tranh, nhưng không nói liệu họ có giảm giá xe hay không. Hãng xe lớn nhất Việt Nam này cho biết họ đã nhận được 65.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu cho các mẫu xe điện SUV là VF8 và VF9. Họ cũng đã có chuyến tàu xuất 999 chiếc xe đầu tiên đến Mỹ vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, trên các diễn đàn về xe hơi cũng như trên chính trang cộng đồng chính thức của VinFast, nhiều người đặt hàng đầu tiên đã bày tỏ sự thất vọng. Nguyên nhân là do lô hàng VF8 đầu tiên có pin nhỏ hơn mong đợi và tầm lái chỉ 179 dặm cho mỗi lần sạc đầy. Trong không khí rộn ràng đầu xuân ở Sài Gòn, ghi nhận ý kiến từ một số người buôn bán cho thấy họ khá ngại ngần trước tin tức về lượng du khách Trung Quốc đã bắt đầu sang Việt Nam từ mùng 2 Tết. Phía nhà chức trách cũng đã chuẩn bị cho việc tái lập bệnh viện dã chiến số 13. Trong cái dịp Tết này là đông người Trung Quốc nó qua như vậy á, là mình sợ là nó bùng phát, thì cái này á là lập lên cái này là tốt. Tại vì là có những, nếu như có bệnh nhân mà bị không may mà bị mắc cái bệnh Covid á, thì người ta sẽ cách ly ra để cho đừng có lây lan ra cho cộng đồng. Cùng tâm lý lo lắng trước đe dọa của dịch bệnh, một người buôn bán hàng rong cho rằng cần thiết phải biết dè chừng đám đông. Tết này á, thì nói chung á, có chỗ cũng đông, có chỗ cũng vắng. Nhưng mà tốt hơn mình đi đường, nếu bao giờ mình sang vô những chỗ nào đông quá thì mình né một chút, vậy thôi. Trong số du khách đang vui xuân nơi phố thị như vậy, quả là cũng không hề dễ để nhận biết người khách ấy đến từ đâu, liệu họ có khả năng mang mầm dịch bệnh Covid khiến có thể lây lan cộng đồng hay không. Lo sợ ấy cũng dễ hiểu, vì người Sài Gòn đã quá đổi tang thương vì Covid. Nó qua Việt Nam mình thì mình dân mình cũng lo sợ chứ, không sợ, sợ nó lây bệnh chứ. Đã bị qua một lần rồi mà bây giờ mà đã ổn rồi mà bây giờ nó lây nữa là mình sợ chứ, sao phải sợ chứ, sao không sợ. Cũng ngán chứ. Đã bị một lần là ai muốn te tua hết trơn rồi. Te tua vì đã có thời gian dài, người ta phải sống trong cảnh ngăn sông cấm chợ, đình đốn mưu sinh vì dịch giả Covid. Chú cũng là bị F0 rồi, và chú cũng chẳng có sợ nữa. Chứ vẫn là đời sống thì nói chung là ai kỹ được thì ai, nếu như người ta kỹ được thì người ta kỹ. Việc kỹ lưỡng trước dịch bệnh trong những ngày du xuân năm con mèo này sẽ cho kết quả ra sao? Xem chừng thì câu trả lời vẫn phải chờ đợi trong vài tuần lễ tới, khi mà cả tháng Giêng còn kéo dài với nhiều lễ hội truyền thống của người Việt. Chính phủ Đức ngày 25 tháng Giêng chính thức loan báo sẽ gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine sau nhiều tuần tranh luận ngoại giao với các đồng minh. Mỹ cùng ngày 25 tháng Giêng tuyên bố sẽ cấp cho Ukraine 31 chiếc xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất sau loan báo của Đức. Kiev lâu nay yêu cầu xe tăng phương Tây để giúp họ chống Nga xâm lược. Ukraine hoan nghênh quyết định của Đức, Mỹ và nói rằng đây là một bước ngoặt tiềm năng trong cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ của họ, trong khi Nga lên án đây là một sự khiêu khích liều lĩnh. Động thái của Đức cũng cho phép các quốc gia khác như Ba Lan làm điều tương tự. Bất chấp tổn thất nặng nề của cả hai bên, tiền tuyến trong cuộc chiến phần lớn đã bị ngừng lại trong 2 tháng. Kiev lập luận rằng những chiếc xe tăng chiến đấu hạng nặng này sẽ cung cấp cho họ hỏa lực và tính cơ động mà họ rất cần để tay chiếm lãnh thổ bị chiếm đóng. Điện Kremlin hôm 25 tháng Giêng tuyên bố bất kỳ xe tăng chiến đấu Abrams nào do Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine cũng sẽ cháy, bác bỏ việc chuyển giao này như một sự điên rồ tốn kém. Mỹ ngày 25 tháng Giêng tuyên bố sẽ cấp cho Ukraine 31 chiếc xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất sau khi Đức đồng ý cho gửi xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất sang Ukraine. Tôi chắc chắn rằng nhiều chuyên gia hiểu được sự vô lý của ý tưởng này. Kế hoạch này là một thảm họa về mặt công nghệ. Nhưng trên hết, họ đánh giá quá cao tiềm năng mà nó sẽ bổ sung cho quân đội Ukraine. Những chiếc xe tăng này cũng cháy như tất cả những chiếc khác mà thôi. Kiev suốt nhiều tháng qua đã yêu cầu xe tăng phương Tây mà họ nói rằng rất cần để cung cấp cho lực lượng của họ hỏa lực và tính cơ động để chọc thủng các tuyến phòng thủ của Nga và chiếm lại lãnh thổ bị chiếm đóng ở phía đông và phía nam.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm Đại học Quốc gia Moscow hôm 25 tháng Giêng tránh bình luận về quyết định mang tính bước ngoặt của Đức đồng ý cung cấp xe tăng cho Ukraine. Thay vào đó, ông chỉ đưa ra lời khuyên nghề nghiệp cho sinh viên và trả lời các câu hỏi về các chủ đề khác. Thông báo của Đức rằng họ sẽ gửi xe tăng Leopard 2 tới Ukraine sau nhiều tuần chịu áp lực từ các đồng minh đã khiến Bộ Ngoại giao Nga và Tòa đại sứ Nga ở Berlin phản ứng dữ dội. Nhưng Tổng thống Putin đã tránh xa vấn đề này. Ông Putin, một người nói tiếng Đức trôi chảy, từng phục vụ ở Đông Đức trước đây với tư cách là một sĩ quan KGB, đã dành hơn một giờ để trả lời các câu hỏi của sinh viên về các vấn đề. Ông đã chỉ trích các nước phương Tây bằng cách cho rằng một số nước đang sử dụng cuộc chiến Ukraine như một cái cớ để hủy diệt văn hóa Nga, một tuyên bố thường được lặp lại nhưng không có căn cứ của Moscow, nhưng nói rằng người Nga sẽ tiếp tục yêu thích Beethoven và Bach. Ông nói, chúng ta là một phần của văn hóa thế giới. Trong bài phát biểu của mình, ông Putin chỉ ám chỉ gián tiếp đến những căng thẳng quốc tế hiện nay, bình luận rằng Đức, nói đúng ra, vẫn nằm dưới sự chiếm đóng của quân đội Hoa Kỳ, ám chỉ quân đội đồng minh, đóng tại quốc gia NATO. Ông nói thêm rằng, phần lớn những gì đang xảy ra bây giờ đều có nguồn gốc sâu xa. Chủ quyền sẽ được trả lại cho châu Âu, nhưng có vẻ như điều này sẽ mất thời gian. Cơ quan Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO hôm 25 tháng Giêng loan báo chỉ định trung tâm lịch sử của Odessa, một thành phố cảng chiến lược trên bờ biển đen của Ukraine, là di sản thế giới đang bị đe dọa. Trong đơn gửi UNESCO, Bộ Văn hóa Ukraine đã mô tả trung tâm lịch sử là một thành tựu nổi bật trong việc xây dựng đô thị trong nước của thời kỳ cổ điển mà không có sự tương đồng nào ở những nơi khác ở Ukraine. Odessa là một trong những trung tâm du lịch chính của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Người ta hy vọng quy chế được trao bởi một cuộc họp của một ủy ban UNESCO tại Paris sẽ giúp bảo vệ di sản văn hóa của Odessa đang bị đe dọa kể từ cuộc xâm lược của Nga và Ukraine và cho phép tiếp cận viện trợ quốc tế về tài chính và kỹ thuật. Odessa đã nhiều lần bị Nga ném bom kể từ khi nước này xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Vào tháng 7 năm 2022, một phần mái kính lớn và cửa sổ của Bảo tàng Mỹ thuật Odessa, vốn khánh thành từ năm 1899, đã bị phá hủy. Một đợt lạnh bất thường và áp suất cực thấp khiến tuyết rơi và gió mạnh thổi qua châu Á trong tuần này. Ít nhất 124 người chết vì nhiệt độ đóng băng ở Afghanistan vào đầu tuần, theo tin tức truyền thông, trong khi nhiệt độ ở Makha, thành phố cực bắc của Trung Quốc, giảm xuống mức kỷ lục âm 53 độ C hôm 22 tháng Giêng. Đài truyền hình nhà nước CCTV chiếu cảnh một chiếc xe đạp và tòa nhà bị bao phủ bởi băng ở thành phố Xuyên Khừa phía đông bắc, nơi mới đây đã đạt nhiệt độ lạnh nhất được ghi nhận ở mức âm 49 độ C. Nhật Bản báo cáo rằng tuyết rơi dày đặc ở phía đối diện với Hàn Quốc, thành phố Maniwa đạt kỷ lục 93cm tuyết chỉ trong 24 giờ. Tránh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết một người chết và hai người khác thiệt mạng liên quan đến cơn bão sáng ngày 25 tháng Giêng. Mùa đông lạnh nhất trong 15 năm qua, với nhiệt độ xuống tới âm 34 độ C, cũng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế mà Afghanistan đang phải đối mặt trong bối cảnh viện trợ bị cắt sau khi Taliban nắm quyền kiểm soát đất nước. Dự báo thời tiết khắc nghiệt sẽ kéo dài đến hết ngày 26 tháng Giêng. Trong những thời khắc thay đổi, khi thế giới dường như không chắc chắn, và những gì chúng ta nghe không phản ánh đúng những gì chúng ta thấy, chúng ta tìm kiếm sự thật. Khi chúng ta chỉ được biết một phần của câu chuyện, chúng ta mất niềm tin. Trong những thời khắc khủng hoảng, hoài bão, hy vọng và ước nguyện của chúng ta về một ngày mai tươi sáng hơn phụ thuộc vào một nền báo chí tự do. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện mà người ta bất chấp rủi ro để nhìn thấy. Chúng tôi kết nối thế giới và đoàn kết thế giới bằng sự thật. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh.
trung tâm giải trí ở khu vực thủ đô Washington DC trong những ngày đầu năm mới âm lịch. Một chú thỏ khổng lồ biểu trưng cho năm con thỏ 2023 theo quan niệm của người Hoa mà người Việt gọi là năm con mèo được dựng lên ở đây cùng với những hình ảnh đầy màu sắc của Tết phương Đông. Rất nhiều gia đình thuộc các sắc dân khác nhau tìm tới đây để giải trí, thư giãn, tận hưởng không gian Á Đông này. Đồng thời họ cũng tranh thủ khám phá Tết Nguyên Đán với những màn trình diễn lân sư rồng cùng nhiều sinh hoạt văn hóa Á Đông miễn phí. Thật là tuyệt vời khi có mặt tại đây trong thời gian này. Mọi thứ thật rực rỡ và sinh động hiếm có. Còn tại phố Người Hoa ở trung tâm thủ đô Washington DC, đây là lần đầu tiên sau 2 năm đại dịch, cuộc diễn hành với những màn đốt pháo, múa rồng, múa lân hoành tráng được khôi phục, thu hút rất nhiều du khách thập phương và cư dân địa phương tới tham dự trong ngày đầu tiên của năm mới Quý Mão. Đối với các gia đình người Việt sinh sống trong vùng thì mặc dù có nhiều hoạt động chào đón Tết khác nhau, nhưng đa phần người ta vẫn dành thời gian tham gia các sinh hoạt của cộng đồng gốc Việt tại các trung tâm thương mại hay những địa điểm mà người Việt thường hay lui tới. Thật là thích thú, vui nhộn, còn thích cái không gian thân tình giữa người Việt mình ở đây. Mà hơn thế thì đón Tết ở đây với pháo, với múa lân rất vui mà. Đây là khu Việt Nam, nhìn rất là vui, yeah, nhộn nhịp lắm. Năm nay Tết Nguyên Đán tới sớm nên nhiều hội đoàn của người Việt không kịp tổ chức các sinh hoạt văn hóa chào đón Tết do vừa kết thúc các hoạt động thiện nguyện cuối năm. Nhưng có thể nói, Tết Quý Mão lần này vẫn là một cái Tết sinh động tươi vui với các gia đình sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Sau hai cái Tết khá trầm lắng vì đại dịch Covid, thì Tết năm nay hầu hết các sinh hoạt của cộng đồng đã khôi phục lại hoàn toàn. Các mặt hàng phục vụ Tết cũng không có nhiều biến động so với mọi năm, nên hầu hết các gia đình đều có thể đón một cái Tết truyền thống trong niềm vui, sự đầm ấm và nhiều hy vọng trong năm mới Quý Mão. Hơn 10 tháng trôi qua, các quan chức Nga tiếp tục ngụy biện cho việc họ xâm lược Ukraine. Nikolai Patrushev, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã góp giọng trong dàn đồng ca này. Xin trích. Các sự việc ở Ukraine không phải là cuộc đụng độ giữa Moscow và Kiev. Đó là một cuộc đối đầu quân sự giữa NATO, trên hết là Hoa Kỳ và Anh, với Nga. Hết trích. Điều đó là sai. Đúng là phương Tây đã ủng hộ Ukraine sau khi nước này bị Nga xâm lược. Nhưng chính người Ukraine đang hy sinh trên chiến trường và đang giành lại lãnh thổ mà Nga tìm cách sát nhập bất hợp pháp. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cảnh báo Nga không nên tấn công Ukraine, nhưng Putin đã đánh cược vào phản ứng dè dặt của phương Tây. Moscow dự đoán một chiến thắng thần tốc, nhưng người Ukraine có kế hoạch khác. Sau nhiều thất bại trên chiến trường, các nhà tuyên truyền của Điện Kremlin đã coi cuộc chiến của Nga là cuộc chiến chống lại liên minh phòng thủ gồm 30 thành viên NATO, chứ không phải Ukraine. Người Ukraine chắc chắn sẽ gặp khó khăn nếu không có tên lửa, hệ thống phòng không và pháo binh do Mỹ, Anh và các nước khác hỗ trợ. Nhưng các đồng minh NATO chỉ viện trợ một phần nhỏ chi tiêu quân sự của họ cho Ukraine. Cũng như họ đã không cấp các vũ khí tầm xa mạnh hơn có thể tấn công vào bên trong nước Nga. Chỉ những người Ukraine đang phải hứng chịu bom đạn chiến tranh và phải chiến đấu để sinh tồn. Hàng trăm tỷ phú, hàng chục bộ trưởng chính phủ và thống đốc ngân hàng trung ương tham dự diễn đàn kinh tế thế giới ở Davos, được coi là cuộc gặp của giới siêu giàu toàn cầu. Và tổ chức từ thiện Oxfam nói rằng những người này ngày càng giàu hơn. Davos is back in January, the festival of wealth. Davos trở lại vào tháng Giêng, lễ hội của sự giàu có đã trở lại và chúng tôi đang đưa ra những phát hiện mới đáng báo động cho thấy rằng 1% giàu nhất trên thế giới đã nắm giữ gần 2/3 tổng số của cải mới được tạo ra kể từ năm 2020. Oxfam cho biết nguồn gốc của sự giàu có đó, một phần tới từ ngân sách của chính phủ dưới dạng gói thanh khoản khẩn cấp được bơm vào nền kinh tế toàn cầu khi đại dịch Covid buộc các quốc gia phải đóng cửa vào năm 2020. That was
essential, but at the same time, the ultra wealthy were able. Đó là điều cần thiết, nhưng đồng thời giới siêu giàu có thể nắm khối tài sản bùng phát từ đó, nắm thị trường chứng khoán bùng nổ từ đó, và nếu không có rào cản của thuế lũy tiến trong nền kinh tế, giới siêu giàu có thể kiếm bội. Oxfam tính toán rằng ít nhất 1,7 tỷ người lao động hiện đang sống ở các quốc gia nơi lạm phát đang vượt xa tiền lương, nghĩa là người dân ngày càng nghèo hơn. Tuy nhiên, tài sản của các tỷ phú đã tăng lên khi lạm phát đẩy giá lương thực và năng lượng lên cao. Chúng tôi có thể chỉ ra việc 95 tập đoàn thực phẩm và năng lượng đã có khả năng tăng gấp đôi lợi nhuận trong năm 2022. Oxfam đang kêu gọi mở rộng các khoản thuế lợi tức phụ thu vốn đánh vào các công ty năng lượng, nay sang cả các công ty thực phẩm kiếm được nhiều lợi nhuận. Tổ chức này cũng muốn đánh thuế tới 5% đối với các triệu phú và tỷ phú trên thế giới. Extreme inequality is not inevitable and a strategic. Bất bình đẳng cực độ không phải không thể tránh khỏi, và một điều kiện chiến lược tiên quyết cho một thế giới bình đẳng hơn đó là đánh thuế những người cực kỳ giàu có. Không phải là những người y tá, giáo viên hay tầng lớp trung lưu, cần phải tập trung vào những người có thu nhập top đầu, đảm bảo rằng họ trả thuế công bằng hơn. Các nhà tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thế giới nhấn mạnh rằng cuộc họp mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. It's so much is at stake. We really need to find solutions on the wars and conflicts. Có quá nhiều thứ đang bị đe dọa. Chúng ta thực sự cần tìm giải pháp cho các cuộc chiến tranh và xung đột. Chúng ta cũng phải đảm bảo không rơi vào suy thoái và 10 năm tăng trưởng thấp như những năm 1970. Đây là điều quan trọng và chúng tôi cần tất cả các bên liên quan tham gia làm việc hướng tới một nền kinh tế toàn cầu phát triển, an toàn hơn và toàn diện hơn. Growing global economy. Hồi tháng 10 năm ngoái, Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo rằng công cuộc chống tình trạng nghèo cùng cực đã bị đình trệ trong bối cảnh lạm phát tăng cao và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Đối với chàng trai 21 tuổi người Venezuela này, việc đi lại quanh Denver, Colorado là một cú sốc. Denver está haciendo mucho frío. Denver lạnh, quá lạnh. Tôi mặc đến 3 chiếc áo lạnh và 4 chiếc sơ mi. Người thanh niên mà chúng tôi sẽ gọi là Alex yêu cầu chúng tôi không tiết lộ tên thật của anh để bảo vệ danh tính. Anh ấy vừa mới đến 2 ngày trước sau một hành trình dài từ Nam Mỹ. Tôi đã lội qua khu rừng nhiều ngày không ăn, không mặc, không được tắm, không được ngủ. Vâng, tôi đã ngủ trên đường phố. Điều đó rất khó khăn, nhưng mục tiêu hôm nay là có thể làm việc và cải thiện bản thân tại Hoa Kỳ. Alex là một trong số hơn 1.500 người di cư được đưa đến Denver, cách biên giới Hoa Kỳ-Mexico khoảng 1.000 km về phía Bắc trong những tuần gần đây. Thị trưởng Michael Hancock ước tính thành phố đã chi 2 triệu đô la để lo cho các di dân. I implore Congress and the administration to act. Tôi cầu xin Quốc hội và chính quyền hành động và hành động nhanh chóng. Chúng ta cần những bước tạm thời táo bạo ngay hôm nay, nhưng chúng ta cũng cần chiến lược, kế hoạch và chính sách dài hạn về vấn đề nhập cư. Thị trưởng Hancock đã ban bố tình trạng khẩn cấp và mở những nơi tạm trú như thế này bên trong thao trường Denver. Đặc biệt cần thiết vào lúc này với nhiệt độ ở mức âm 25 độ C. Dù thời tiết lạnh như vậy và rơi vào các dịp ngày lễ, nhưng các tổ chức phi lợi nhuận đang ra sức trợ giúp. Chỉ trong một buổi tối, 6 chiếc xe tải đã chở đầy đồ quyên góp đến. Tôi nghĩ thật tuyệt khi có nhiều người đến, nhưng nó cũng cho thấy những gì đang xảy ra trên thế giới lúc này. Denver là một thành phố bảo vệ người nhập cư không ủng hộ chính quyền liên bang thực thi luật nhập cư. Hầu hết những người di cư ở Denver là người Venezuela chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước họ. Catherine Chan là luật sư di trú ở Denver. Tôi biết hiện tại có nhiều sự chú ý tập trung vào những người Venezuela đang chạy trốn khỏi Venezuela. Nhưng trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi đã có vấn đề với Honduras, Guatemala, El Salvador, thậm chí cả Mexico. Vì vậy, tôi không thấy sự gia tăng đó thực sự giảm đi, bởi vì các yếu tố kinh tế và ổn định của các quốc gia đó không thay đổi đến mức có thể làm giảm làn sóng di cư. Những người muốn ngăn chặn dòng người di cư vào Mỹ đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình ở những thành phố như Denver. Ira Merman làm việc cho Liên đoàn Cải cách Nhập cư Hoa Kỳ, hay còn gọi tắt là FAIR.
Chúng ta không có nguồn lực vô hạn. Nếu chúng ta có nguồn lực vô hạn, những người này sẽ không phải là một vấn đề. Chỉ trong một đêm, 175 người di cư đã đến Denver. Vì vậy, có nhiều người đến thành phố hơn là số người rời khỏi những trại tạm trú. Welcome to English in a Minute, from home. Baseball is a popular sport in the U.S. So it's no surprise we have a lot of baseball-related idioms, like this one. Hit it out of the park. Hey Anna, how did your live-streamed puppet show go? Jonathan, we hit it out of the park. People laughed. People cried. People cheered. Wow, that's awesome. So you could see the audience reaction even online? Well, no, but I could feel it. As an idiom, to hit it out of the park means to do something really well. You can use this expression for just about anyone, even puppets. And that's English in a Minute. Hi, I'm John Russell. It's not the prettiest sound in English, but it's an important one. I'm talking about the vowel sound, I. It and important both have the I sound. Let's talk about how to make it. Your lips should be slightly apart and relaxed. Your tongue should be relaxed and somewhat high in the front of your mouth. The back of your tongue touches the sides of your teeth. The vowel sound I has a few common spellings. Perhaps the most common is the letter I. Here are some examples of pronouns, verbs, and nouns that have the I sound. This, sit, dinner. Sometimes English speakers spell I with the letter Y, usually between two consonant sounds. For example, the noun gym. There are a few common spelling exceptions for the I sound. These include been, the past participle of the verb be. Although it is spelled with an EE, Americans pronounce it as I. That's all for today. Keep up the good work. Welcome to English in a Minute. In nature, water can be violent and rough, or it can be still and calm. So what could this mean? Still waters run deep. Anna, I'm throwing a party, and you and Ashley are invited. Oh, and Douglas too. Douglas? You mean the guy in IT who never talks to anyone? He's so quiet. Maybe he's just busy thinking. You know what they say, still waters run deep. They also say, be careful of the quiet ones. The expression, still waters run deep, is used when describing someone who seems shy and quiet. But they are often very intelligent and interesting. You just might not know it, because they're so quiet.